Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Bị phạt 17,5 triệu đồng vì đang là ép không trốn đi mua đồ ăn. Ngày 21 tháng 6 năm 2021, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang quyết định xử phạt với một trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Nam thanh niên 22 tuổi, quê ở Sơn La, là công nhân khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang. Tối mùng 3 tháng 6, khi đàn trong quá trình cách ly điều trị, người này trốn ra ngoài mua đồ ăn hành vi này được xác định là vi phạm luật cách ly y tế, vi phạm quy định phòng chống dịch, có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch. Anh bị phạt 17,5 triệu. Theo huyện Hiệp Hòa, hiện nay có gần 100 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, số tiền xử phạt lên đến gần 600 triệu đồng.